bắt đầu nè. Nói đi, nói đi. Mấy cái mình bắt nãy rồi. Đây, hai con. Đưa gần cho biết. Thằng này bé sườn với cái chê tương đương với nhau. Con này chắc cũng cỡ 100 kg rồi nhỉ. Con này con nhỏ hay con này con bự nè? Con đồng. Đây. Dài cái này. Nhìn bé sườn này với cái chê nó xê xích với nhau rồi con à. Thôi à. Để cái đùi đi. Rồi giao tiếp mốc ôm cá chê. Đây là cá mình hồi nãy bắt nha mọi người. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Hello chào anh chị em nha. Lâu quá mình mới quay video. Không rồi bận biểu các nhà mình cắt cũng hoàn thành khoảng 95% rồi, sắp xong rồi. Đây mình lên ông Vũ lên tát đìa bắt cá để dành ăn. Đìa này, cá này đây là cái mương tát với chỗ cái tay mình là máy bơm đang ở bên kia. Thì mình sẽ quay clip cảnh tát đìa bắt cá cho anh chị em xem. Lâu quá mình không có quay video nên quay lại anh chị em xem nhớ theo dõi và đăng ký kênh của mình nha. Giờ mình sẽ đổi camera lại để quay cái cảnh đang bơm nước dưới đìa. Hôm nãy giờ nước cũng cạn được miếng nè. Đây đặt mấy cái lú cho cá lớn nó vô. Này có mới cá trà xuống mò nó cũng nguy hiểm cho nên đặt lú cho nó vô có cá lóc rồi đó. Giờ cạn thiếu mình nghiên cứu mình quay cận cảnh lên cho anh em. Giờ còn nước nhiều quá chưa có xuống được quá đầy vô con cá lóc kinh khủng. Cá lóc cột khoảng sâu quá nên mình cũng chơi với chú mình. Đạp với giò luôn nè. Ừ, cá lóc
lên ra. Nó còn gì đó. Trời, đặt cái lú rồi khó đi quá. Còn vô hang đi. Làm quá nó chết luôn rồi, mình đạp nó. À, cá này cá trong địa chứ mình không có chích, nhưng mà cá tự nhiên. Chết đủ. Đó, nó đó, đó. Cá mới chạy ra đây chẳng bắt. Bắt lên luôn, bắt lên luôn. Đây đây đây, để coi cá bự. Nè. Ừ, dở dò lên cá chui xuống liền mới chăng. Ê anh chị em. Ê ơi. Nói là thao luôn á chị. Phơi khô đi. Cá bự chà bá luôn anh em. Đó. Rồi quá trời cá rồi. Rồi về lựa mấy con bự bắt thôi chứ mấy con nhỏ không có bắt. Giờ mình một tay mình quay á, một tay đâu có bắt được. Rồi con gì chú gì vậy? Trời ơi, cá bên kia nhảy kìa. Trên hang nhảy xuống kìa. Quá trời cá rồi. Nó đó, ghê không? Con tay mò gì đi theo quay rồi chơi vậy đó. Có miễn gì vậy? Có dục miễn gì vậy này không? Kìa cái rồi. Cái dồ. Cái dồ cái lóc con nhỏ nhỏ. Đây 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 con mới nhảy được. Ê mới đụng ra. Cái ép mè dục vô cái bồn mày á. Mày lướt cái dạp đi tổng luôn. Nhắm mắt đi ra. Có nước đâu mà thiệt. Ông đâu qua chết rồi. Ra ra mày nó ra tao phạt tới. Ô, cá sặc, cá sặc. Cá sặc. Rồi mình bắt cá nhỏ thôi. Có một tay à, bắt không được cá nhiều. Mấy nổi tiếng gì rồi? Tự nhiên nổi tiếng ta. Thì gác cái gì đó. Giờ ngắt cái đuôi kéo ra được con nào ăn mấy thì giờ tao không có tập tới rồi.
cái nhỏ thì bỏ lại, bắt được con bự rồi bỏ vô. Cái sành này đủ có bán được rồi, không bán. Trời ơi trời, đi bắt cá kia giùm cái đi thằng ông nội. Đi bắt cá lóc, cá kê đi, bắt cá sạc, cá dồ, cá chốt. Em bắt giỏi nè. Hang kìa. Mấy rồi, mấy rồi. Chuối. Cái hang này có không? Cái hang này có nước nè. Lưới đuôi lửa, lửa cá lớn bắt hơn cá nhỏ là mình để đó, đợt sau bắt tiếp nha anh, mình bắt cá bự. Nó cái đuôi này nó cái đáy này nó lấp, nó lắng lừ cái đáy luôn. Ôi ơi, lắp xấu trong hang thôi, chui vô hang rồi còn không tới luôn. Chui vô hang đó anh chị, chui vô hang cái kích cái là nó nhột, nó chạy ra liền. Nó nhột không mà tao đi gần nó mới nhột Cá lóc đây để tao. Để tao, cá lóc đây để tao. Đừng chích bậy nghe ông nội. Đừng chích bậy nghe, lại bắt cá lóc nha. Nè, đây anh em. Nè, tới em luôn. Đây một con nữa, con này có bán không? Con đi, này bắt rồi, phải bắt rồi. Bán không bán thì lên tỉnh của nó lựa đi, gã hàng bự có đi nó mũi. Bấm một cái là quéo ở dưới này luôn á. Lào, nó chậm mít rồi đó. Để chuối đắng đi. Đó. Tiền này cũng yếu rồi. Thiệt, phải lên ngóp liền. Đó, con gì mới chuối lên nó lương hết vậy. Lương cái gì mà. Lương cái gì mà. Nó chở đó. Nó là đụng gốc cây. Lương hả? Lương nè. Ồ, có cá chốt nữa nha, cẩn thận nha. Ghê nổi đầu rồi. Có trời. Đây mình chết con này. Ừ, ngoài cá chốt vớt luôn để hồi đạp. Cá chốt nhỏ lớn vớt hết thì để hồi dính cửa. Cái gô cá sặc nhỏ nhỏ nó bắt. Ồ, nhảy đắng thấy ham luôn. Hai quận đây nè. Ừ, cá chốt chà bá luôn. Đồng ơi, cá chốt cái cá chặt là con bỏ đi bà, lại tồn bỏ trong cái thao đó nha con. Chốt cái cá chặt ha. Bỏ vô cái nước bỏ trong cái thao đó. Trời ơi, cá chốt của đây nè, ông nội còn nghe miếng nước nè. Thấy không, tao biết lắm mà. Có cảm giác, biết tao quen rồi, nghe miếng nước là ảnh. Con nào mới quận đây nè. Con tài bắt què. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để tê tê. Nè cá nè, cá bá luôn nè. Lấy cái gỗ vớt cái chốt mới nổi đầu. Con này đi ngang tuồng rồi. Nó con gì á? Nó lại đây nè. Rồi, mới đi. Cái đá dưới này nó chao chao con tay à. Rồi, mới có thỏ lượng tôi trời nó chao chao đây. Cái chèn hả? Cái gì Vinh? À, chết, ông má cả ông để ông thập tử xịt ông tàu lao gì đó không. Đó 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 đó. Để tao, để tao. Để tao, kiều dưới đây, kiều dưới đây, kiều dưới đây. Đó. Ủa là trời lỗi bắt con. Bắt mà chết hả? Đâu. Chết rồi. Ô. Ô ô ô. Ô ô dữ lắm cá lóc rồi. Cái gì? Kè con này nè. Cái gì hả? Mày ơi. Mày đâu rồi? Mẹ lại kéo này lên nha. Mẹ lại. Kèo ở đây, kèo ở đây. Dùng đây. Đây. Ôi là trời. Vô, vô đây. Ôi là trời. Đây, 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 để tao. Nè, quay đi, đó, cá là anh em. Đó. Chụp hình cái coi. Rồi. Này, khoảng nhiêu ký? Cầm chục ký không? 15 ký à. Người cái thao xuống. Giờ phải không? Cái cá nặng không? Ừ, là trời. Con cá chạy nữa bây giờ nè. Nè, đây nữa nè, con cá vô nè. Cá đem đó lên trước đi. Nó đi đi. Ồ, này nuôi cá này hả? Cá này cá lai hả? Cá này cá mình mua lúc nhỏ với mình đi đặt vớn anh chị em. Cái cá nhỏ mình thả xuống đìa. Thả thả lâu ngày cái mình tát đìa. Mấy cá bự thì mình kích kiểu này nè. Chứ đợi nó khô. Đợi nước nó rút cạn bắt được. Bỏ tờ đi, bỏ vô nhà làm gì đi, đựng vô cái nào đi chứ bỏ nó không được đâu. Thì nổi cờ bển kìa con gì kìa. Đó đó. Đó đó đó. Hai ba con luôn. Con chép đỏ tao bự mũi kìa. Lao. Nè tới tôi nè. Cái chép, cái chép. Đại ơi. Nhục xuống cái thao cái xôi vậy bự. Nè, tao không bắt cái chép đỏ thả ra vô hồ ta lẹ đi. Theo nó đi. Đây. Cái chè với cá lóc. Theo đây rồi tay đâu mà bắt. Được vô. Vô nè. Bắt vô đi. Từ từ. Trời ơi, tao nó mua đủ má mẹ cái vô thì nó chết luôn trời ơi. Nó lì quá. Ơi ơi. Đây. Đây. Đây là anh em. Đây. Ờ nó chú là chờ chú vô cái giò không à. Chở cái giò lên là nó xuống cái giò. Cái kia nó mất trời nè. Mày cứ ấy gì không mày đừng có rượt nữa, mày im chỗ nào ông chỗ ơi. Lỡ nó bấy nhảy cho nó xuống cái giò nó chết chứ không à. Nó 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 nó. Rồi, lại đây à. Đây đây đây. Ôi, ôi. Chưa chết đâu ơi, chạy. Này còn cái nó luôn trâu ảnh được cá sống là chưa chết. Ơi, này xuống chỗ giò nghe. Nè, lên chưa?
ngồi theo mấy đứa dấu dò cá đây Tùng ơi. Có bóng tượng, bóng tượng đây, bóng tượng nha. Giờ bóng tượng không còn hiếm nữa. Đây nè Tùng ơi, lấy xô em chuyền sách này lên. Dùng đại xúc, dùng đại xúc, dùng cây xình đó. Ơi con gì đây, con gì mới quận đây. Cái ruột, cái ruột bắt luôn. Mình cái tắc này là lên ăn hết đó hả? Một con cá chê nó thôi là ăn mấy giờ được. Chụp hình cá chê gửi cho mình đây liền. Cá đó nó nuôi đó. Cá đó mua cá nhỏ nó thả xuống đó. Ở chảnh nè, đợi cũng xịt con cá bự vậy đó. Chài chứ. Còn con nữa, tại vì con cá này nó bự nó bắt gì. Ê, dí dấu dò, dí dò. Dí dò, chú rồi. Lửa mấy cái dò lại thả lại nuôi làm. Chú dưới gì nữa, nó chú dưới ấy nhiều lắm coi, cá cha cá gì nè. Chú dò nhiều lắm, cái chê đó. Cái chê nè, tính là con lươn không chứ. Nó nằm nước lắm á, nó dò không á. Đó là mày dở dò lên, nằm đuôi xuống, dở dò lên, nằm đuôi xuống nè. Nè, đây cá chê này, cá chê này, cá chê gì đây, chê trắng hả? Dạ. Bẻ kỳ chưa? Mẹ ơi, chê trắng có bẻ đâu, chê là kỳ không á. Chắc mẹ rồi, nó quẹt tao rồi. Ơi đây con, con. Giờ có con tay. Mò được nhiều mò nữa. anh muốn nhậu ngay như vợ. Ê. Trời ơi, đã đụng nước là nó giật, là nó giật rồi. Nước chưa? Quá trời, nó bò theo dấu rồi. Cái gì kìa, cái thắng lát cái gì kìa, sạc. Đi theo sao mình mồi mấy cái dấu dò đây nè. Ơi, mới vờ ra con cái gì mà chà bá luôn nè. Cái đó ta chê rồi. Cái đó chê rồi. Đại ơi, chép đại ơi. Cái này cá sạc điệp. Phải không? Chép đại ơi. Cá chép, cá chép. Chép là chép trắng. Để tao. Có cái gỗ xúc cá chốt mới nổi à. Đây nè, đang bắt con cá tra này nữa nè. Có gì đâu mà đựng. Trời bắt luôn, bỏ đi trời. Bắt nè. Đi. Mới đụng con gì chà bá luôn nè. Nè.
cá chép nó nổi kìa. Này đợi nước cạn thôi chứ mới thấy nó nổi mà không dính. Thì cá chốt nổi rồi. Cá chốt không vô lấy cái gỗ ra xúc. Thì nó nổi rồi. Ồ. Cá chốt. Đây nè, đây nè. Không, 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 con gì bự lắm nè. Chút cạn á, chút cạn thì dễ thôi. Mua làm gì? Nhưng mà lấy về đơn không? Về đơn dưới là cho ít kìa. 50 mét về lấy xuống dưới lấy. Về đơn về đấy chứ không phải về đôi vậy nha. Đây thôi dây ruột bự đàng hoàng. Cá chốt rồi nè mà, cá chốt ruột bự không? Cá chốt này. Đây, cá chốt này mà nó rất là quẹt cái là nhức lắm nghe nè. Không dám bắt. Giờ nó nổi đầu quá trời luôn nè. Đó. Cái gì đó? Đấy, đấy, đấy. Phi cũng đi như quỷ vậy, bắt không dính. Quá trời vô với nắng cá lóc bự bự. Giờ cá chốt nó lên bờ rồi. Thì bắt qua một quận là hết cá lớn rồi, còn cá gì vừa không? Kè kè trong bãi, trong bè, trong bãi ra. Ê, cá gì kỳ vậy? Cái tay là mình phải bắt. Một con. Từ từ. Rồi, hai con. Ba con. Rồi ơi. Đứng nó dòm nó ra. Thằng thì nó hiền. Bốn con. Ê, bắt cá rô này nó chuối rồi. Lội có cờ. Ồ, con gì đây? Cái chê, cái chê. Mai em thôi đạp à. Mới quẹt ngang cái giò. Cá không, ba cái chê, không một cái mọt luôn. Lội nè, lội nè, lội nè. Dính. Cái này cá cha, cá chốt.
cha. Ê, cái mày Vinh cái gì nè? Mọi người mà cái mày Vinh đâu ở trong đìa? Bán mẹ nó hết đi con ơi, đang cần tiền con ơi. Đang bị tẩu quả nhập ma xuống kéo Di lú vô đồng ơi, dùng mẹ nó rồi, dùng nó rồi. Vậy chê bán mẹ nó hết đi con, còn con muốn mần khô có thì con lựa nó ba nhiêu bỏ lại trên mạng nó chết mần khô ai mần tép nè. Ui nó nó cái chê giống nãy quá. Chuối rồi. Chuối à? Đi à. Đập cái gì mà nó ngứa ngứa đâu đâu ta? Chắc đập dính. Chép hả? Trình không dưới nó mới lên. Cá nãy quận bự lắm mất tiêu ta, cá dồn hả? Nó. Về hai bà con. Con nào đó. Cô bắt rồi hai con còn con nữa bắt. Mò theo mấy cái dấu giò. Mới bắt, mới đụng. Chơi vàng, chơi tự nhiên nha anh em. Đó, à, vàng khè luôn nè. Thấy ham không? Bây giờ không bắt con rô phi được cái. Bắt gì á? Rô phi nhỏ nhỏ không bắt ăn uống thì được đâu mà bắt. Dính một con được cái. Quái lắm sao đòi bắt cá mà khô đó đem chỉnh để dành ăn. Đó. Rồi. Huy cũng bắt nữa, lại đây bắt con nữa. Này cái vàng còn nhỏ quá, có cái đìa thả lại. Cá mình nuôi trong đìa, cá nuôi trong đìa bắt cực quá rồi mình xiệt, bắt cho nhanh, lỗi kìa. Trời ơi, cái phi nó mạnh không nổi luôn. Chốt gán lội vô lụm nó vô thôi. Mà mày đạp chứ không ai. Bắt mẹ nó cho rồi. Mấy đứa cá rô đây nó mất tiêu rồi. Mà nó ăn nhậu ăn ngon làm gì chứ là bị nó quẹt là rượu má. Bị mờ gì hết ngon rồi. Kìa kìa kìa. Con gì? Cá rô. Cá rô. Khỏi cần làm. Tắt máy. Nước cạn chứ gì. Lỡ nó bắt cái sạch này coi. Bắt khô khô đi dễ bắt. Cho em cái thao đi cho con đổ ra.
cái gì vậy? Cái dừa nữa hả? Úi dừa. Cái bình nó hết điện không đây? Rồi rồi rồi. Rồi nó nằm đó thôi. Cái mua cái này là nó ăn nó nhức răng luôn cái này. Rồi loại trao cái chốt con tiêu má. Ở đây chứ đâu. Vô làm này, đây. Ngọt xình luôn. Cái trắng này kia lai. Tùng ơi, sức đổi cho chú cái bình đi Tùng ơi. Đu đu đu, quá trời. Cá phi luôn. Cái này có cá phi hết trời à. Vậy mà nó còn sống, cá rô chết mà nó còn sống. Cá rô nè. Đây, nãy giờ bắt được con cá phi. Bắt luôn, cho làm khô ăn. Ồ, nó chui xuống dấu giò vậy. Chuyển cái xô bạn ơi. Đổi xô, xô đầy đầy rồi. Tùng nó chạy không kịp rồi, mấy người tiếp nó đi. Má mày vô không? Ừ, mày vô không? Vô vô chỗ nghe không trời. Đó, 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 đó. Rồi rồi để nó từ từ. Lúng dữ lắm rồi. Thôi đổi cái xô khác đi Tùng ơi. Dục 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 đại xúc. Dục đại ra đây nó mất con cá chai bự coi. Dục luôn mé, tổ thùng cho hồng đi, nó lại qua đó đi. Chết mẹ luôn rồi. Dục cái này gãy chỉ sống luôn rồi. Dỡ dỡ cái chai lên coi. Con này nhỏ hơn con nãy anh em. Con này nhỏ hơn con nãy. Chút xíu vô mình quay mấy cái chiến tích nãy, bắt mấy cá nãy cho anh xem. Lúng quá lúng. Nước ít mà nó xình nó lúng. Giật máy lên bơm nước tiếp anh em ơi. Chứ cái nước còn gì cũng khó bắt nó. Bơm càng cạn dễ bắt. Quận quá trời, tay mình cầm máy. Tay cầm máy, tay mò được nhiều được. Dính nhiều dính. Ồ, đã nghe, đã nghe. Cá sấu, cá sấu. Vô rồi. Cá lầu kiến. Bình là đổi bình mới hả? Giật qua đây đi, lội qua cái lú đó mệt đó. Nó hết hồn không? Cầm cái máy tê tay luôn. Chuối rồi. Dở thử cái này cho anh em xem. Có cá không? Mình dở thử cái lú này cho anh xem xem. Nó chạy được không? Cá chê nó chuối theo dấu giò nhiều quá nè. Đi không cẩn thận là dính. Nó chuối đâu đó, đãi nó quẩn lên tim. Đây,
tung cái là bắt thở đó nha. Chụp cái nữa coi. Đó rồi. Con về chuối rồi, con về chuối. Mấy cá chè con cả chục ký, còn chục ký thôi nè. Nó mạnh điện nó ghê không? Bây giờ là ba con rồi đó. Không lên mình luôn. Con lớn vậy? Mồ hôi ra cay mắt quá nè. Chùi mắt chứ. Mình ở đây mình bắt mớ cá. Sợ là sợ cá chốt với cá chê thôi. Mấy cá khác nó cũng hiền. Nhiều quá rồi, không biết được bắt, đợi nó cô đi. Chuối ra dưới giò nè, rồi gọi ra ngoài luôn rồi. Giật cái lóc nó dính rồi. Thấy không, cá lóc này nè. Hai cá lóc luôn, cá bá luôn. Đúng quá. Leo qua đây mệt lắm. Nằm đây mà cá nó chúi vô bụng hoài nè. Ồ, quá trời với giống giò luôn. Nước cạn cá nó rút trên bờ, nó nhấp nhấp trên cái đuôi. Ừ, cá nó quá bự quá. Nó dồn, nó dồn. Thì đủ giới rồi, không bỏ đủ nước cá trong này chứ. Chú với dấu giò nè. Mất tiêu rồi. Rồi chạy lên nè, hai tay bắt mới được. Cái phi đó màu màu đó, cái kỳ nó có màu đây nè, con gì nổi đó.
Quá trời cá, không biết được bắt. Ừ, cá tra, cá dồ, cá tre bự kìa. Đó còn đó nữa đâu. Đó đó thì còn đó trong địa này chứ có ra đâu được. Hết sâu rồi. Nước có rút không cho thấy nó trả lại không? Để tới đây còn bóp nữa trời. Bóp từ chiến rồi mày. Bóp từ ngày của tao mà. À, anh bóp hả? Ô, cá phi bự ha. Leo lên leo xuống cũng mệt. Bởi vì tôi để hai nói cho tao thì nó không có nổi đâu. Cá lò kiến rồi lúc mà. Đấy chút đi bụi ơi, tao kéo ra, không có ai bỏ xuống không xuống rồi bụi. Thấy không? Thấy rồi. Đi nhẹ nhẹ dấu dọ. Đó là lò kiến. Đó, nó. Lò kiến rồi bắt nước chui. Bắt dê nè. Mấy bác bỏ cái thùng đẩy đi đây nè. Có xô đâu. Giục đẩy xa xa cái đây. Cái lầu kiến rồi nè. Còn con. Cái lầu kiến. Rồi rồi để đi. Ở dưới giò tao nhóc ở trên. Cái gồm xinh quá nhìn nó quá đây. Ngồi vơ lại cũng dính cá lau kiến bắt luôn bỏ đi cá lau kiến luôn. Trời ơi là trời bắt con mà đứng quay một cái độ mà bắt cá đìa mà nó làm cái nó chú dí dò mẹ đạp dưới đất đạp dưới chân mẹ nó dưới nội rồi bơm cạn hết đi cạn hết đây là tự động nó nổi lên chứ gì như cái phần tại mình xẹt nó chết nó nằm dưới luôn. Về lúc đâu rồi nữa rồi, không ai. Mò với ba cái dấu giò. Chừng gần tao lại tao đổ hai cái lú tao con cái máy.
đạp thì ngay nó thôi chứ giờ không biết được, quá trời dấu dò. Ai kêu nó chui dưới chị chú bơm cạn là không cạn là lấy cái gỗ ra lụm cái chốt luôn kìa, nổi rồi, nổi mỏ lên kìa, hai ba con nổi mỏ. Dạ, dạ. Trời nhận mới ngon. Con tài khó bắt quá. Cô Huy nó chạy ngang mình sẹt sẹt quá. Huy luôn anh em ơi. Cá chê chết cống luôn. Lào kiến, lào kiến. Đi lên nó bắt cá chốt trên bờ. Dạ. Cá nó đầm chứ có nói gì đâu. Bóp cá bóp ngay cái kỳ. Cá chốt không đó. Chốt đâu chốt. Kìa. Huy cái chi. Trời ơi là trời mẹ ơi. Mày lại bắt mấy cá con mẹ. Được quá trời cá. Đấy mới được bắt. Rồi cái lóc nè, con nào thấy thì bắt thôi. Con nào thấy thì bắt thôi chứ giờ không thấy thì sao vậy. Nếu lỗi thùng sắp được rồi nè, đại luôn nữa nè. Ủa thầy hắt nữa. Nè lụm đi không hết được. Hắt cho nó lại xử với cá chốt trước mà. Dạ, giật mày. Giật đủ túm giò. Đây thùng rồi đây ơi. Ui, nó nằm trong đây thiệt chi, nó bắt được rồi. Không thấy, à, cái lóc nó vui nè. Rồi. Còn cái chốt nữa nghe. Đào cái linh. Rồi, đây con nước nữa nè. Rồi. Cái gô, nó no nưỡng. Trời ơi, nhảy hả? Nhảy con, đây mẹ con một chết nữa, con nhảy hả con? Sao con sáu mà lết nữa nổi? Con chưa lết luôn con.
Đây đây đây. Rồi. Rồi để mò cái ô này cái. Ô này quá trời cá trong này nè. Từ từ đi, ta đi ngang cái là đạp từ lưa hết nè. Cá không đi bậy đạp gai không. Từ từ mà đi. Đó còn đó không có gấp. Đó, mới dính trưởng em đó. Bắt luôn tất cả. Bắt men cá phi này cho rồi. Giờ nước cạn bớt rồi, dễ bắt rồi. Cái gồ chết luôn mình. Đờ, cái gồ nó yếu điện. Mà cá phi thì nó mạnh điện. Có lú mỏ nè. Lú mỏ nè. Chuối lú mỏ luôn. Dạ dạ. Tê tê. Làm hết hồn nào chị. Cái giật, chứ giật mà mạnh là nãy giờ nó quéo nãy giờ. Thì nó làm mình giật mình vậy. Tôi đang mò mấy cái lỗ đồng nước trên này. Lo tao bắt bằng cá chốt để sợ ngồi đằng. Ừ. Rồi, nó đó tới đâu. Chốt nè. Nằm em ru. Lúng luôn. Okay. Đi qua đi lại là còn hoài luôn. Còn cái rô cá phi ngồi thôi mấy cái dấu giò kìa nó có chứ. Từ từ đi làm gối ra không có kịp. Có một tay à. Đúng rồi, tao bắt lại gai trong này còn không hết nè. Đúng đậu chứ nào, đi sao được giờ nó là đúng đậu kìa. Tao bắt hết cái sạch cái gì tao bắt láng. Ai ăn được ăn. Không ăn được thả xuống lại. Bắt hết. Giờ chưa có giết con nào hết cũng mấy hết trơn. Ủa, mà còn cá chưa? Nó còn. Chừng
giờ này con phi nó mới chịu chết. Nào kiến bắt luôn, bắt tới gà gáy luôn rồi. Biết rồi hả? Có đầu với đầu chết rồi bắt luôn nha. Nãy giờ mình mò cá dưới đìa anh chị em. Thì mấy anh cháu mình đã bắt lên bao nhiêu thì nó vận chuyển đổ qua cái đìa bên đây hết rồi. Đổ xuống cái mụn đây nè. Đây mình quay cho anh chị em thấy nè. Cá nó đang lội dưới. Hôm nay là đựng cá tra. Hôm nay là chứa cá tra. Bên đây cá chê với cá lóc bên đây nè. Mình nãy quay rất là dài cho nên mình không có trực tiếp ở trên bờ quay cho anh chị em xem. Thả xuống cái mụn này hết rồi. Cá lớn thì mình thả xuống đây. Nó nhảy cái lớn mình thả xuống đây rồi cái nhỏ này mình con nào ăn thì ăn, con nào bán thì bán, rồi không mấy thì thả xuống nuôi tiếp. Thì cá nuôi mà dạng kiểu nuôi mình không có cho ăn thức ăn, không cho ăn thức ăn mà mình nuôi để xịt rồi đổ giớm gì có cái mình thả xuống từ từ cái năm cái tháng mình bắt lên lần. Đây cá lau kiến ở đây, con này thì mấy cái lau kiến này thì ở đây mọi người không có ăn. Cá lau kiến không có bắt hả anh Năm? Bắt cá lau kiến không? Nhóc quá trơn kìa, vừa vừa không có bự. Bây giờ mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Đây. Mày đi về dưới hồi mày lên không? Không, về dưới có thu thì lên gì nữa. Chút lên nhậu chơi. Thì cá lau kiến thì ai không biết, còn chơi chuyện mặn tôi mặn có ngày. Thôi mình cái lúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và đăng ký kênh Nông Dân TV của mình nha. Chào tạm biệt mọi người. Đây cá chê. Mày thủ nhiêu đây hả mũi? Thôi tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người vào clip tiếp theo. Hai cá chê để đây hả? Để mình quay ăn cá chê bự đi. Có hai cá chê nó dãy lên sao à? Ôi, không được đâu. Giặt lộn không lại nó. Đây có ông cá chê bá. Hai cá chê bự nãy mình thả này có mấy cá cha. Mấy cá cha thì thả hầm kia. Hai con thôi tạm biệt mọi người nha.